Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hẳn nhiên là cuộc đối đầu kinh điển nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này, dù không ai trong số họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Không chỉ bởi đây là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và Á quân ở mùa trước, mà còn là bởi hai đội bóng mạnh nhất Việt Nam vào lúc này. Nếu như đội bóng thủ đô có đầy rẫy những tuyển thủ quốc gia chơi cực kỳ tự tin và không hề ngán Tây, thì câu lạc bộ chủ sân Thống Nhất cũng đầy rẫy những ngôi sao với khát vọng chứng tỏ mình không hề thua kém các tuyển thủ quốc gia khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu diễn ra đúng với một thế trận siêu kinh điển của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hai đội nhập cuộc cực kỳ hào hứng, tập trung và tự tin. Công Phượng và các đồng đội cũng là những người cầm bóng nhiều hơn, có nhiều pha tấn công hơn, song chủ yếu là những pha bóng lộn xộn với số đông cầu thủ trước và trong vòng cấm địa của đội khách. Trong khi đó, những pha lên bóng của Quang Hải và đồng đội luôn chứa đựng những sự nguy hiểm khó lường. Bóng trôi qua chưa đầy 20 phút thì đã có đến 2 pha bóng ở trong vòng cấm địa mà trọng tài bị phản ứng quyết liệt. Nếu như pha bóng chạm tay Thành Trung sau cú sút của Công Phượng, trọng tài đã khiến cho cổ động viên la ó, thì pha bóng bắt Việt Vị Quang Hải, trọng tài lại một lần nữa khiến cho các fan ở trên khán đài không thể ngồi yên. Phút thứ 16, đội trưởng Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trời cho đầy đáng tiếc khi mà hậu vệ đội chủ nhà đánh đầu về đầy hớ hênh để tặng quà cho Văn Quyết. Song tiền đạo này lại đưa bóng đi chạm xà ngang thay vì là tung lưới người đồng đội cũ Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 28, Văn Quyết đưa bóng qua tay Bùi Tiến Dũng bằng một cú sút chìm hiểm hóc. Song trọng tài biên đã phất cờ báo Việt Vị. Trọng tài chính Trần Văn Trọng đã không công nhận bàn thắng này. Cực kỳ đáng tiếc cho Văn Quyết và câu lạc bộ Hà Nội khi mà ở thời điểm tân binh Lê Tấn Tài tung ra đường chuyền quyết định, đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội vẫn ở trên trung vệ Diakite của đội nhà. Phút bù giờ hiệp 1, bóng thêm lần nữa chạm tay Thành Trung ở trong vòng cấm của đội khách, song trọng tài quyết định không cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng phạt đền bởi bóng bật chân Quang Hải trước khi tìm đến tay của trung vệ Hà Nội. Trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm của kịch tính khi cả hai đội đều tung ra những con bài tấn công dày dạn kinh nghiệm của mình vào sân để quyết ăn thua đủ. Phía bên câu lạc bộ Hà Nội là Đức Huy và Thành Lương, trong khi đó phía bên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Phi Sơn và Ngô Tùng Quốc. Tuy nhiên đến phút thứ 67, Quang Hải đã phải rời sân, có lẽ vì anh chưa phục hồi hoàn toàn chấn thương. Hai phút sau, Rimario đưa được bóng vào lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng, nhưng thêm một lần nữa, trọng tài Trần Văn Trọng đã bắt Việt Vị cầu thủ Hà Nội. Nhưng rồi chỉ 2 phút sau, chính cầu thủ vào sau để thay cho Quang Hải là Trương Văn Thái Quý lại bất ngờ có được bàn thắng đưa câu lạc bộ Hà Nội vươn lên. Bất ngờ là bởi nó xuất phát từ một pha bóng phối hợp khá đơn giản của đội khách. Hùng Dũng cầm bóng ở bên cánh phải, bất thần chọc đường bóng cực đẹp cho Văn Xuân, nhẹ nhàng lẻn xuống nách của đội khách, nhận bóng và đi sát đường biên ngang rồi chuyền vào. Bóng chạm một cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, xong nảy lên đi đúng vào tầm băng đến của Trương Văn Thái Quý. Và cầu thủ này cũng không mắc một sai lầm nào, đánh đầu tung lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Trên băng ghế huấn luyện viên Chung Hae-song đã chết lặng, cả ban huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chết lặng. Trên sân, các cầu thủ chủ nhà bàng hoàng, nhưng chỉ 4 phút sau đó khi mà họ còn chưa kịp bàng hoàng xong thì câu lạc bộ Hà Nội đã kịp dội thêm gáo nước lạnh thứ hai. Lần này thì Trương Văn Thái Quý lại là người kiến tạo đường chuyền sệt ngang khung thành cực đẹp cho Thành Trung băng xuống xoạc người, ghi bàn thắng cực kỳ dễ dàng. Phút thứ 80, Công Thành có một pha sút từ khoảng cách chừng 30m, bóng đi cực căng, chạm đầu ngón tay của thủ thành Tấn Trường trước khi dội xà ngang bật ra. Nhưng đấy chỉ là điều hiếm hoi mà đội bóng chủ sân Thống Nhất làm được sau cú sốc mà các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội tạo ra cho họ. Phút thứ 88, khi mà khán giả ở trên sân Thống Nhất đã lục tục đứng dậy ra về, thì đến lượt Rimario kết liễu Công Phượng và các đồng đội bằng một bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, cũng dễ dàng chẳng kém gì hai đồng đội trẻ của mình. Thắng trận xứng đáng với những sự thay đổi người ở trên tầm của đối phương của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, câu lạc bộ Hà Nội đã nhảy lên vị trí thứ 4 với 18 điểm, đẩy câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với ít hơn một điểm xuống vị trí thứ 5 cùng nỗi đau cực kỳ khó nuốt với trận thua đậm đà. Như vậy là lại một trận đấu tiếp theo ở V-League trở thành tâm điểm chú ý của khán giả với các pha xử lý của trọng tài, có quá nhiều tranh cãi với các quyết định của các ông vua áo đen. Ở phút thứ 18 của trận đấu, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có một pha sút bóng trúng vào tay của Thành Trung ở bên phía câu lạc bộ Hà Nội trong vòng cấm. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, tình huống tấn công của đội chủ nhà tiếp tục lại đưa bóng chạm tay Thành Trung thêm một lần nữa. Cả hai lần Thành Trung để bóng chạm tay trong vòng cấm và các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục phản ứng, thế nhưng trọng tài Trần Văn Trọng đã đưa ra những quyết định là không có phạt đền. Đó cũng chính là lý do khiến cho trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC trở nên rất nóng với những sự phản ứng khá gay gắt của khán giả ở trên khán đài.
Trong cả hai tình huống thì bóng chạm tay cầu thủ của Hà Nội FC là rất rõ. Dù vậy, cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài đều nhận định rằng không có phạt đền cho đội chủ nhà. Rõ ràng là trọng tài có quyền quyết định là thổi phạt đền hay là không, bởi không phải tình huống nào bóng chạm tay thì cũng phải thổi phạt đền. Tất nhiên là khán giả của Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có lý do để phản ứng khi cho rằng đội chủ nhà xứng đáng có ít nhất một quả phạt đền. Nhiều khán giả đã la ó khá mạnh mẽ để chỉ trích trọng tài chính điều khiển trận đấu này. Đáng nói là trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được phủ kín các khán đài sân Thống Nhất, nhưng các quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng đã trở thành điểm nhấn ở trong mắt khán giả. Tuy vậy, dưới góc độ đánh giá của các nhà chuyên môn thì hai tình huống mà hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội để bóng chạm tay trong vòng cấm đều không đủ điều kiện để trọng tài thổi phạt đền nếu như xét theo luật mới của Ủy ban bóng đá quốc tế. Trọng tài chính Trần Văn Trọng đã không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền ở cả hai tình huống. Đây được coi là quyết định đúng đắn của tổ trọng tài, cho dù là các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phản ứng khá gay gắt khi mà đòi penalty. Điều 12 luật bóng đá của Ủy ban bóng đá quốc tế đã quy định là cầu thủ được coi là có hành vi dùng tay chơi bóng khi mà anh ta có ý thức dịch chuyển cánh tay hướng đến trái bóng, trái với việc là bóng tự tìm đến tay. Nếu như cầu thủ vô tình để bóng chạm tay vào thì sẽ không bị thẻ phạt, còn nếu như cố ý trong tình huống nguy hiểm thì mức phạt sẽ càng nặng. Ở tình huống mà Công Phượng sút bóng chạm tay của Thành Trung thì hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội đã có ý thức là thu hai cánh tay của mình về sát cơ thể. Ở tình huống thứ hai thì Sầm Ngọc Đức đã chuyền bóng đưa bóng đập chân Quang Hải vào tay của Thành Trung, khi đó đang dang rộng theo đà di chuyển. Cả hai tình huống anh đã không chủ động đưa tay ra để làm rộng cơ thể và không có ý thức dùng tay để cản đường đi của bóng, cho nên là việc để bóng chạm tay trong hai tình huống này là không đủ điều kiện để thổi phạt đền. Luật thổi phạt đền khi cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm được Ủy ban bóng đá quốc tế cập nhật và điều chỉnh liên tục. Lần cập nhật gần đây nhất là vào đầu năm 2020 cũng giảm nhẹ mức độ quy định tình huống được coi là phạm lỗi chơi bóng bằng tay như sau. Nếu như cầu thủ vô tình để bóng chạm tay, bóng di chuyển một khoảng cách nhất định hoặc là có một đường chuyền trước khi ghi bàn hoặc là có cơ hội ghi bàn thì cầu thủ không bị tính là phạm lỗi chơi bóng bằng tay. Thế nhưng ở chiều ngược lại, với tình huống bắt Việt Vị Văn Quyết thì trọng tài biên của trận đấu đã khiến tranh cãi thực sự. Cụ thể là ở phút thứ 28, Văn Quyết nhận một đường chuyền của Tấn Tài và thoát xuống để dứt điểm hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, tình huống đưa bóng vào lưới của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội đã không được công nhận do trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi Việt Vị. Các cầu thủ của đội khách không phản ứng quá gay gắt, tuy nhiên góc máy quay chậm đã cho thấy là trọng tài biên đã sai khi căng cờ. Văn Quyết vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh trước khi Tấn Tài chuyền bóng ra và đáng lẽ ra Hà Nội đã phải có bàn thắng. Sau những căng thẳng liên quan đến công tác trọng tài ở trong những vòng đấu vừa qua, ban trọng tài cũng đã cố gắng hết sức để ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trọng tài bàn được phân công nhiệm vụ là ông Nguyễn Ngọc Châu, giám sát trọng tài là ông Trần Khánh Hưng, đều là những người giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, để thực sự chính xác trong những pha xử lý các tình huống thì vẫn chưa khiến cho các cổ động viên ở trên sân hài lòng. Xét về thế trận thì dù có lợi thế ở trên sân nhà, thế nhưng mà Thành phố Hồ Chí Minh thêm một lần nữa ôm hận trước Hà Nội FC vì sự yếu kém ở trong cách chơi. Trước một Hà Nội FC vắng nhiều trụ cột và không có phong độ cao, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là cao hơn nhờ được chơi ở trên sân nhà. Họ còn có rất đông khán giả tới cổ vũ và hy vọng chứng kiến Công Phượng và đồng đội giành chiến thắng. Thế nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có một trận đấu không tốt. Họ chơi rời rạc trong tấn công, chủ yếu là phụ thuộc vào các pha đột phá của Công Phượng. Bấy nhiêu không thể giúp cho đội chủ nhà tạo nên sự khác biệt. Dù có hai tình huống tranh cãi ở trong hiệp 1 khi bóng chạm tay Thành Trung, nhưng trọng tài chính không thổi phạt đền. Trong một trận đấu căng thẳng, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy sự thiếu bản lĩnh hơn so với Hà Nội FC. Họ chơi thứ bóng đá mơ hồ với các pha bóng không có gì là nguy hiểm ở trong hiệp 2. Điều đó tạo điều kiện cho Hà Nội FC trừng phạt với pha ghi bàn của Trương Văn Thái Quý ở phút thứ 71. Nhận bàn thua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng sụp đổ khi mà Thành Trung có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đó chỉ 4 phút. Ri Mario đã đóng đinh trận đấu với bàn thắng ở phút thứ 89. Ba bàn thua ở nửa cuối hiệp 2 là kết quả phản ánh sự khác biệt về kinh nghiệm và đẳng cấp giữa hai đội bóng. Hà Nội FC biết mình biết ta và không đẩy lên đá để giăng bẫy chờ Thành phố Hồ Chí Minh dính đòn hồi mã thương. Có lẽ Thành phố Hồ Chí Minh đã sai lầm về đấu pháp khi mà Hà Nội FC cho thấy sự nguy hiểm ở hiệp 1. Văn Quyết đã một lần đưa bóng chạm xà ngang và bỏ lỡ ít nhất là hai cơ hội ghi bàn. Thế nhưng ban huấn luyện của đội chủ sân Thống Nhất vẫn chọn cách chơi non nớt trước đội khách, qua đó cái giá phải trả là 3 bàn thua ở trong hiệp 2. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã thẳng thắn chia sẻ là Thành phố Hồ Chí Minh đã nôn nóng thắng, do đó Hà Nội FC chơi cầm nhịp ở trong hiệp 1 và hiệp 2 mới đẩy lên để kết liễu đối thủ. Rõ ràng là đội chủ nhà đã bị đọc vị về cách chơi cho nên nhận trận thua thảm 0-3.
Ở trận thua này cũng khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh để cho Hà Nội FC vượt lên ở trên bảng xếp hạng. Đội khách xếp thứ 4 với 18 điểm, còn đội chủ sân Thống Nhất thì tụt xuống vị trí thứ 5 với 17 điểm. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.